Thưa quý vị, để chuẩn bị cho ngày đưa ông công ông táo về trời theo phong tục dân gian vào ngày 23 tháng Chạp, thị trường hoa quả đồ cúng tại chợ truyền thống khá sôi động. Theo ghi nhận, tình hình kinh doanh tại các chợ đã trở nên nhộn nhịp hơn, hứa hẹn đạt sức mua tăng cao trước thềm năm mới. Trước ngày đưa tiễn ông táo về trời, ghi nhận tại các chợ truyền thống ở thành phố Biên Hòa, không khí buôn bán và mua sắm khá tấp nập. Các quầy sạp bánh mứt Tết tập trung đông người mua, trái cây, hoa tươi đa dạng nhiều loại. Tuy nhiên, mặt hàng chè trôi nước hay cá chép được tiểu thương cho biết sẽ chính thức bán vào rạng sáng ngày 23 tháng Chạp. Với tâm lý người dân sẽ đưa ông táo vào sáng sớm nên tiểu thương sẽ bày bán vào cùng thời điểm để đảm bảo nguyên liệu luôn được tươi mới. Chầu cao bán được, ta đưa ông táo bà táo gì cũng có chầu cao. Với tiền nhận bạc thì ta cũng đưa ông táo thì mình bán bình thường. Hôm nay có không khí Tết rồi đó, chợ sung túc. Hiện giá cả các loại ngành hàng, lĩnh vực khá bình ổn. Ngoài những nguyên liệu đặc trưng cho ngày đưa ông táo như cá chép hay bánh trôi nước, nhiều gia đình vẫn chọn những mâm cúng đơn giản như bánh hỏi, trái cây, hoa tươi, bánh, kẹo, mứt, nên mặt hàng này được bày bán hàng ngày và có mức tiêu thụ ổn định, đến nay chưa quá nhiều biến động. Hồi sáng giờ cũng chưa có bán gì để đưa ông táo là nhiều hết á. Mọi năm là giờ này là người ta đã mua rồi, để ngày mai đưa ông táo cho sớm á. Còn năm nay tình hình thấy bình thường quá, chưa có gì hết. Có thể thấy, dù đời sống hiện đại và phát triển, nhưng những phong tục văn hóa cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc vẫn được mọi thế hệ lưu giữ, điển hình như phong tục đưa ông công ông táo về trời. Ngoài việc giữ gìn nét đẹp truyền thống, người dân ngày nay đã nâng ý thức ở mức độ khác, không đốt quá nhiều giấy tiền vàng bạc, không mê tín dị đoan xa rời thực tế, thực hiện các nghi lễ mâm cúng tổ tiên trên tinh thần tiết kiệm an vui. Tất cả đã góp phần làm cho những ngày chuẩn bị đón Tết thêm ý nghĩa.